ca sĩ tài năng, những món ăn ngon, thế giới đó đây, đi chơi ở đâu, mua hàng trực tuyến, bạn muốn mua không, thể dục thể thao, hoạt hình tuổi thơ, động vật quanh ta và sinh vật huyền bí. Sao Tâm Tính chọn chủ đề nào trước? Dạ, dạ, bên em chọn động vật quanh ta trước đi ạ. Động vật quanh ta chủ đề số 9. Sao năng động? Dạ. Đội trưởng. Ủa sao giờ tự nhiên thành đội trưởng luôn nè anh Nghĩa, coi có đội trưởng không? Tự nhiên thành đội trưởng luôn anh Nghĩa. Không có, đứng gần anh tự nhiên thành vậy đó. Ôi dạ. Thua quá giờ cử đại diện luôn. Đội em chọn mua hàng trực tuyến đi anh ha. Nghề của em. Nghề. Mua hàng trực tuyến. Rồi, tiếp. Dạ. Đội nhà mình chọn cái nào? Dạ, tụi em chọn ca sĩ tài năng. Ca sĩ tài năng. Rồi. Và đội mình hoạt hình tuổi thơ đi cho nó dễ chịu. Con nít nó dễ. Chứ theo anh nghĩ là khó đó. Tại vì tuổi thơ của chúng ta, các em ở đây qua lâu quá rồi. Cho nên nó hơi khó. Nhưng đã lỡ chọn rồi là phải dính thôi. Bây giờ anh mời đội Trầm Tính thi trước. Từ đầu chương trình tới giờ mình thắng liên tiếp 2 vòng rồi. Yeah. Bên kia ta cũng cay cú lắm. Yeah. Thôi thì bây giờ mình ráng thắng luôn vòng này đi em. Dạ yeah, đúng rồi, yeah. Em cũng nói vậy. Cho nó đi đủ combo luôn, hiểu không? Chứ biết sao giờ. Đây, chủ đề đầu tiên mình chọn đó là động vật quanh ta. Thời gian bắt đầu. Con gì ở trong ở trong dưới á? Con từ khóa. Trời ơi, em sợ ma chị ơi. Con vậy nè. Động tác nè. Meo meo. Ghép lại. Chim cú mèo. Good. Được. Đây là hành động nha. Trong góc từ khóa. Đây là một hành động dính chữ động. Đi học thì có môn gì? Học cái gì học? Môn sinh học. Sai. Đúng cái đầu. Trái nghĩa cổ lớn là gì? Đúng rồi, để ghép lại ba từ. Phá. Nhắc. Em. Hồi nãy em nói hai từ đầu rồi đúng không? Sinh nhỏ. Không. Sinh vật nhỏ. Sinh vật nhỏ. Đúng. Trời ơi, xịt nước miếng luôn. Okay. Good. Bắn bài hàm thôi. Đang nói chuyện bắn bài hàm. Khi mình bệnh thì mình làm gì? Chữ nào một chữ cuối thôi. Thuốc. Rồi từ từ. Giữ từ từ. Rồi, cái con ở dưới hồi nãy. Nằm ở dưới á, trông khớp từ quá. Khi mình bệnh thì mình làm gì đó? Rồi cái con mà nó, cái con gì mà hôi mà màu đen. Trộm hôi. Sai. Chuột đâu? Sai. Thôi chuột. Sai. Cái từ đầu đâu? Bắn nhăn não luôn á. Thuốc diệt chuột. Sai. Ủa đúng anh. Không, phạt cái vụ nhếch miệng. Ba. Ủa. Kệ em ơi, tiếp. Ủa tao bị bắn rồi kêu kìa. Cái con mà hay trên cây á, nó nhảy. Đúng, từ. Sai. Nhếch miệng. Không tập lại. Đóng bay. Sai. Đúng. Đọc lại. Đóng bay. Đúng. Good. Ok, tất kê. Rồi, từ nha, đừng có nói chung từ cuối. Rồi. Chung hả? Chung. Sai. Từ. Em hỏi mà. Cái từ cuối nha, chung từ cuối. Thành nói. Hết giờ. Học từ cuối khó quá. Lên đây. Loài lưỡng cư thì giờ giải thích sao? Mình có được 4 từ khóa, chúc mừng các em. Xin mời đội năng động. Em thấy đó, em cần phải rút kinh nghiệm người phụ nữ bên kia. Yeah. Đúng không? Mình phải thật sự tỉnh táo để mình biết rằng mình cần phải diễn tả cái từ màu xanh chứ phải từ màu đỏ. Yeah. Và bớt bị nhảy đĩa. Giao. Em thấy là mấy anh chị bị đánh bài ký ức luôn á. Không nhớ gì luôn. Không biết tại sao bắn luôn. Suy nghĩ luôn. Thì ra là bả giao á. Chủ đề thứ hai, ca sĩ tài năng. Chuẩn bị. Bắt đầu. Vài câu nói có. Cái gì vậy? À vài câu nói. Ready. Đúng. Ready. Hát luôn anh ơi. Đúng rồi, hát. Ai mà giỏi thì được giải thưởng. Sai. Năm. Bốn chữ. Hai chữ đầu đúng. Giải thưởng âm nhạc. Đúng rồi. Sai. Ủa ai tránh lộn, ai lộn. Đây, bé nó lặp lại cái sai lầm của người phụ nữ kia. Nó diễn tả từ màu đỏ. Năm chữ. Trời ơi. Một cái danh hiệu. Nói. Danh hiệu. Chữ số 3 không phải cũ. Chữ số 1, chữ số 2 là người hát, người nhảy.
chữ hai chữ cuối cùng là tháng ca sĩ mới triển vọng. Sai. Ca sĩ mới triển vọng không phải ngày. Chữ số năm. Chữ số năm không phải ngày, không phải tháng. Ca sĩ của năm. Sai. Của năm. Bốn năm chữ lận. Sai chữ đầu. Ca sĩ mới của năm. Sai. Sai chữ đầu. Sai chữ đầu. Sai chữ đầu đúng hết bốn chữ sau. Sai chữ đầu. Ca sĩ mới của năm. Đúng. Hay quá, giỏi quá. Nói một cái buổi, một cái buổi. Buổi hòa nhạc. Sai. Đúng hai chữ đầu, đúng hai chữ đầu. Hai chữ sau là cả nước. Quê hương hả? Sai. Quốc ca. Sai. Cộng lại bốn chữ đó. Hòa nhạc quốc ca. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, bốn. Từ từ đọc. Từ từ. Gom lại đi mà đọc. Tỉnh. Đúng vậy. Tập trung hết rồi. Dạ, buổi hòa nhạc sai ca buổi ba chấm cả nước buổi giao hưởng báo ca sĩ bắn vậy bắn cái lông não luôn mấy chị báo hoa sai bắn mấy lông não một hai ủa lộn rapper hả sai hai phút hơn đúng cái gì hai phút hơn đúng bốn chữ ba trên trời không phải quỷ thiên thần rồi đây lần này không được cái lần trước nhưng mình cũng được ba từ khóa đấy rồi quá giỏi luôn ngon lành luôn mời các em về chỗ.